Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay gồm có những thông tin nổi bật sau. Từ dự án trồng sâm Ngọc Linh, nhà đầu tư cẩn trọng với lời mời gọi góp vốn lãi suất cao. 11 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả ước đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Năm nay việc tiêu thụ tôm hùm bông rất ảm đạm, người nuôi chờ đợi thương lái trong lo lắng. Ba bệnh viện ở Gaza đề nghị hỗ trợ sơ tán bệnh nhân khỏi vùng giao tranh. Kính thưa quý vị, rất nhiều người dân đã nộp đơn tố cáo liên quan đến các hành vi dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc huy động vốn vào các dự án trồng sâm Ngọc Linh của công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại doanh nghiệp này. Đây là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư cần cẩn trọng, cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định góp vốn vào bất cứ doanh nghiệp tổ chức nào. Theo kết quả điều tra, công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây sâm Ngọc Linh, nhưng bà Phạm Mỹ Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật. Bà Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng ngàn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng. Sau đó, bà Hạnh lấy tiền của người góp vốn sau, trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn với hơn 600 tỷ đồng. Tôi cũng sẽ mở rộng, làm rõ các đối tượng giúp sức Phạm Mỹ Hạnh trong hoạt động huy động vốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, đồng thời cũng triệt để xác định các nguồn tiền để đảm bảo quyền lợi, cái vấn nghĩa vụ dân sự trong vụ án cho các nhà đầu tư. Hình thức lừa đảo thông qua thủ đoạn kêu gọi góp vốn đầu tư của các đối tượng rất tinh vi, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và đánh vào lòng tham. Bởi vậy các nhà đầu tư cần thận trọng, cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định góp vốn vào bất cứ doanh nghiệp tổ chức nào. Thủy điện Iali là công trình thủy điện lớn nhất ở Tây Nguyên, có diện tích lòng hồ rộng lớn, nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tuy nhiên, dưới mặt nước trong xanh của lòng hồ, hoạt động khai thác cát trái phép lại ngang nhiên diễn ra ngày đêm, gây thiệt hại lớn về tài nguyên và môi trường. Việc khai thác cát trên lòng hồ diễn ra công khai cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là vào ban đêm, hoạt động này diễn ra càng rầm rộ hơn. Các đối tượng khai thác hầu như người ta đã dự lường, dự tính hết tất cả các cái tình huống, thì chúng ta mà bắt được quả tang thì nó cũng là cái vấn đề khó khăn. Trong 4 đơn vị đang hoạt động tại khu vực này thì chỉ có một đơn vị có giấy tờ hợp lệ về khai thác tập kết cát, các đơn vị còn lại chỉ được nạo vét lòng hồ theo giấy phép của Bộ Công Thương và không được phép vận chuyển mua bán cát. Khi mà hút lên thì chủ yếu là cát, và các cái công ty, các cái đơn vị có trách nhiệm thì không khai báo với nhà chức trách, cái cơ quan có thẩm quyền để làm các thủ tục về khai thác khoáng sản. Hàng trăm mét khối cát bị lợi dụng vận chuyển đi tiêu thụ mỗi ngày, gây thất thoát lớn nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của nhà nước và gây nguy hiểm cho an toàn hồ, đập và các công trình xung quanh. Vào lúc 14 giờ chiều qua, sau khi nhận được tin báo của chủ hàng ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh qua tổng kết số hàng hóa từ tàu Ocean 88 với chủ hàng thì thiếu hơn 100 tấn hàng hóa là phân ure. Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Khánh Hội, Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã cử lực lượng trinh sát và đội kiểm tra giám sát tiến hành kiểm tra. Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hàng hóa phân ure trong hầm mũi tàu, chưa xác định số lượng. Vụ việc có sự chứng kiến của thuyền trưởng tàu là Lô Văn Dần, sinh năm 1975. Qua nhận định ban đầu, số phân ure này tương ứng với phân ure đã nhận về ở trên tàu mà chủ hàng đã trình báo bị mất. Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Khánh Hội đã lập biên bản toàn bộ nội dung vụ việc, tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Mười một tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả ước đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay. Số liệu trên vừa được Hiệp hội Rau quả Việt Nam công bố. Theo đó, sầu riêng đóng góp vào sức tăng trưởng lớn nhất trong nhóm này, chiếm 4% kim ngạch. Tiếp đến là mít, dưa hấu, bưởi, nhãn đều có tăng trưởng từ 50 đến 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kim ngạch xuất khẩu 11 tháng ước đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, nhóm rau quả lần đầu dẫn đầu ngành nông nghiệp vượt qua các nhóm chủ lực như gạo, hạt điều, cà phê, khoai mì. Hiện Trung Quốc là quốc gia nhập nhiều rau quả Việt Nam nhất với tổng kim ngạch 10 tháng đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 66% thị phần. Các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây cho biết cuối năm tiêu thụ rau quả sẽ tiếp tục tăng cao khi Trung Quốc vào mùa lễ hội.
Nước này cũng đang tăng mua nhiều loại trái cây mới từ Việt Nam như vú sữa tím, mít ruột đỏ. Dự kiến hết năm 2023, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ dễ dàng cán đích 5,5 tỷ đô la Mỹ. Vịnh Vân Phong là một trong những vùng nuôi thủy sản trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, trong đó đối tượng được người dân nuôi chủ yếu là tôm hùm bông. So với năm ngoái thì năm nay việc tiêu thụ rất ảm đạm, người nuôi tôm hùm bông chờ đợi thương lái trong lo lắng. Từ 3 tháng nay, người nuôi phải cầm cự bởi chi phí nuôi tôm tăng mỗi ngày, trong khi đó giá cũng đang giảm mạnh khiến người nuôi hoang mang, lo lắng. Còn được khoảng 4 tấn, đúng tới cái tuổi thương phẩm thì hiện giờ chúng tôi cũng chưa bán được. Chi phí tăng mỗi ngày hiện giờ là trên dưới 12 triệu đồng. Thị trường tiêu thụ chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Tuy nhiên nước này vừa sửa luật bảo vệ động vật hoang dã, cấm bắt và buôn bán tôm hùm bông thiên nhiên. Điều này khiến việc xuất khẩu càng thêm khó khăn bởi con giống của Việt Nam chủ yếu là nhập khẩu và khai thác tự nhiên, trong nước chưa nhân tạo được. Phải liên kết làm cái chuỗi, tất nhiên là phải thành lập một cái chuỗi và có nguồn gốc xuất xứ và có vùng nuôi thì mới bán được cái giá trị là mình đi chính ngạch được. Cơ quan chức năng tỉnh khuyến cáo bà con, nếu tôm kích cỡ nhỏ thì cố gắng tập trung chăm sóc bảo vệ tài sản trong mùa mưa bão. Còn tôm đến thời kỳ thu hoạch, bên cạnh việc chăm sóc thì tiếp tục tìm kiếm các thị trường tiêu thụ. Trong phần sau, tấn công người phụ nữ, nam thanh niên phóng hỏa khiến 3 người tử vong trong căn nhà cháy. Khống chế đối tượng có biểu hiện ngáo đá, cầm hung khí cố thủ bên trong căn nhà hoang. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra vụ phóng hỏa giết người xảy ra trên địa bàn phường 15 vào tối qua. Bước đầu, nghi phạm khai tên Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1995, thường trú tại tỉnh Hà Nam và thừa nhận đã sát hại chị D, rồi tưới xăng, khóa cửa phòng, phóng hỏa, giết cả hai cháu bé bên trong nhà. Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân sống ở con hẻm trên đường Lưu Hữu Phước nghe tiếng hô hoán kêu cứu. Một người đàn ông chạy ra khỏi căn nhà và sau đó lửa bùng lên. Lực lượng tại chỗ đã phối hợp với công an quận 8 nhanh chóng dập tắt đám cháy. Cơ quan chức năng phát hiện một người phụ nữ tử vong ở bên dưới nhà. Trên lầu có hai cháu bé 3 tuổi và 16 tháng tuổi tử vong, nghi do ngạt khói. Nghi phạm phóng hỏa giết người đã bị người dân và lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở công an để làm rõ. Lực lượng cảnh sát 113 phối hợp với công an xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vừa khống chế thành công một đối tượng có biểu hiện ngáo đá, cầm theo rìu, cố thủ bên trong một căn nhà hoang trên địa bàn xã. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 21 tháng 11, sau khi đến hiện trường, nhận thấy tình hình đối tượng có thể gây thương tích cho người dân xung quanh, lực lượng công an đã bao vây, không cho đối tượng ra ngoài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng trên, đưa về trụ sở công an xã để làm việc. Sau đó, đối tượng đã được đưa đến khoa điều trị tâm thần của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để điều trị. Qua xác minh, đối tượng tên Mạc Anh Minh, ngụ phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết. Hai đối tượng bẻ khóa trộm chiếc xe máy trong tích tắc, công an phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ trộm xảy ra trên đường Hoàng Hoa Thám vào chiều qua. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ chiều qua, hai đối tượng nam giới đi xe máy đến trước một cửa hàng kinh doanh. Vào thời điểm này có 3 xe máy dừng phía trước cửa hàng. Hai tên này tiếp cận một kẻ dùng đoạn bẻ khóa. Sau khoảng 5 giây, kẻ này đã bẻ thành công và lên xe rời đi. Lúc này, đôi nam nữ bên trong cửa hàng phát hiện và chạy ra nhưng bất lực không thể đuổi theo hai kẻ trộm. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra xử lý. Lực lượng công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang phối hợp cùng các lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2.000 bao thuốc lá nhập lậu tại điểm tập kết trên khu vực biên giới Tịnh Biên. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 tại phường Tịnh Biên, tổ công tác thuộc công an thị xã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ xuồng máy lên điểm tập kết nên tiến hành triển khai lực lượng bắt giữ. Phát hiện tổ công tác lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp, các đối tượng đã bỏ lại tang vật rồi lên xuồng máy chạy về hướng biên giới tẩu thoát. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tạm giữ 2.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Vụ việc được bàn giao cho công an thị xã Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Trong phần sau của chương trình, Bảo tàng Nhân chủng học Thụy Sĩ đã trao lại cho Bolivia 3 xác ướp thời kỳ tiền Colombo.
đến Vologda, nước Nga tham gia các hoạt động mùa đông và dự sinh nhật ông già Tuyết. Ngày 21 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã có 3 bệnh viện ở Gaza gồm Al-Shifa, Jabalia và Al-Ali đề nghị hỗ trợ sơ tán bệnh nhân khỏi vùng giao tranh. 3 cơ sở y tế này đang cưu mang toàn bộ số dân còn lại của phía bắc Gaza và những người ốm đau cần điều trị. Trong diễn biến khác liên quan, Liên Hợp Quốc và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cùng ngày nhấn mạnh tình trạng thiếu nhiên liệu ở Gaza đang khiến tình hình nhân đạo trở nên nghiêm trọng hơn và có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra khu vực. Tuyên bố chung của hai tổ chức nêu rõ không có đủ nhiên liệu thì sẽ dẫn đến sự sụp đổ của các dịch vụ thiết yếu và đây là điều kiện lý tưởng để lây lan dịch bệnh. Hôm qua, Bảo tàng Nhân chủng học Thụy Sĩ đã trao lại cho Bolivia 3 xác ướp thời kỳ tiền Colombo. Các xác ướp này sau khi hồi hương sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Bolivia. 3 xác ướp thời kỳ trước khi người Tây Ban Nha đến Nam Mỹ được Bảo tàng Thụy Sĩ trả lại, giống như họ đã làm năm 2014 với các hiện vật theo yêu cầu của người Maori ở New Zealand. Tại lễ bàn giao này, chúng tôi chuyển đi 3 xác ướp gồm 2 người trưởng thành và 1 trẻ em. Chúng được một kỹ sư người Geneva là Gustave Ferrier mua và tặng cho Bảo tàng Khảo cổ thành phố năm 1895. 3 xác ướp được chuyển về Bolivia bằng con đường bưu phẩm ngoại giao thông qua lãnh sự Bolivia tại Geneva. Đó là 3 thi hài được ướp trong tư thế ngồi bó gối, được bọc bằng lớp sợi thực vật đan kết. Từ năm 2022, bảo tàng cũng không còn trưng bày các xác ướp trừ khi chính quyền hoặc cộng đồng bản địa đồng ý cho trưng bày. Còn tại Lima, Peru, 5 xác ướp thời tiền Inca vừa được phát hiện gần sân tập bóng. Nguyên nhân của cái chết chưa được xác định. Các xác ướp này gồm 4 trẻ em và 1 người lớn bị che phủ bởi các loại cây leo. Theo nhà khảo cổ học Luis Takuda, bao quanh các xác ướp này là những mảnh gốm màu đỏ nhạt và có đặc điểm đặc trưng của nền văn hóa Ichma. Những gì chúng tôi tìm thấy ở đây là 5 nghi thức tang lễ hoàn chỉnh cùng những mảnh gốm đặc trưng. Các nhà khảo cổ tin rằng những phát hiện này thuộc về văn hóa tiền Inca được gọi là Ichma. Văn hóa Ichma được hình thành vào khoảng năm 1100 và phổ biến rộng rãi qua các thung lũng cho đến khi nó được hợp nhất vào đế chế Inca cuối thế kỷ 15. Không khí Giáng sinh đang trở nên vô cùng nhộn nhịp tại vùng Vologda, nước Nga, với nhiều sự kiện đặc biệt dành cho người dân, đặc biệt là trẻ em. Mới đây, ông già Tuyết đã tổ chức sinh nhật và mời nhiều bạn bè trên thế giới đến dự, cũng như chuẩn bị nhiều phần quà cho người dân địa phương. Ông già Tuyết của nước Nga, hay còn gọi là ông Băng Giá, là một phiên bản của ông già Noel trên thế giới. Mỗi năm vào cỡ giữa tháng 11, sinh nhật của ông già Tuyết đặc biệt thu hút trẻ em vì có sự tham dự của nhiều nhân vật trong thần thoại hoặc chuyện cổ tích xuất hiện với các trang phục đẹp mắt. Ngoài ra còn có một số phiên bản ông già Tuyết từ các nước khác đến dự. Mọi người đem cho tôi rất nhiều quà, nhưng điều tuyệt vời nhất là đôi mắt hạnh phúc của bọn trẻ. Ông già Tuyết từ lâu đã trở thành một nhân vật quan trọng trong đời sống tinh thần người châu Âu. Hàng năm, hàng ngàn người viết thư đến ông để thăm hỏi cũng như xin quà vào dịp năm mới. Nơi được đồn đoán là quê hương của ông, làng Morozovica, nhờ đó cũng thu hút hơn 200.000 khách du lịch đã đến thăm mỗi năm. Còn bây giờ mời quý vị đến hòn đảo Kauai, Hawaii để khám phá nơi linh thiêng, nơi đảo xanh Lux, đền Irvine. Ngôi đền được làm từ đá granite nằm giữa hòn đảo hẻo lánh Kauai của Hawaii, bao quanh bởi rừng cây xanh mát. Điều đặc biệt là ngôi đền được điêu khắc bằng tay mà không cần bất kỳ dụng cụ hiện đại nào. Người Hindu ở Kauai có số lượng không vượt quá 50 người. 20 tu sĩ sống tại Kauai Adinam, tôn thờ Shiva như đấng tối cao. Nhiều khách hành hương đến đây để học tập và thiền định. Cảm giác bình an được tạo ra không chỉ bởi thiên nhiên đất đai của hòn đảo yên bình, mà còn bởi ngôi đền và cộng đồng tu sĩ ở đây. Việc xây dựng đã bắt đầu từ năm 1990 với tổng cộng 3.600 viên đá, cột và dầm được làm từ khoảng 1.451 tấn đá granite. Khu vực thờ chính là viên ngọc thạch biểu tượng của Shiva nặng 317 kg. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 11, những vận động viên đua ván chèo đứng hàng đầu thế giới đã quy tụ tại Pattaya, Thái Lan để tham gia giải vô địch thế giới đua ván chèo đứng, một cuộc thi hàng năm do Liên đoàn Cano Quốc tế ICF tổ chức và lần đầu tiên diễn ra vào năm 2019.
Với gần 900 vận động viên đăng ký từ 52 quốc gia, sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Với lịch trình bao gồm 5 ngày thi đấu ở 3 bộ môn khác nhau, nội dung tốc độ, nội dung kỹ thuật và nội dung đường dài. Esperanza Barreras và Connor Baxter đã bảo vệ ngôi vô địch năm nay. Esperanza Barreras đã thành công trong việc bảo vệ ngôi vô địch của mình ở nội dung đường dài vào thứ Sáu 17 tháng 11 và sau đó cô cũng mang thêm huy chương vàng nội dung kỹ thuật nữ vào bộ sưu tập cá nhân. Còn anh Connor Baxter đến Pattaya với quyết tâm bảo vệ cả huy chương vàng tốc độ lẫn kỹ thuật năm 2022. Nhưng sau khi bị vận động viên Pháp Noé Gariot đánh bại ở nội dung tốc độ, anh chuyển sự tập trung của mình vào nội dung kỹ thuật 1 km và đã gặt hái được kết quả xứng đáng. Quân đội Hàn Quốc nói Triều Tiên đã phóng tên lửa mang theo vệ tinh quân sự sớm hơn so với khung thời gian Bình Nhưỡng thông báo trước đó. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tên lửa mang theo vệ tinh quân sự của Triều Tiên được phóng từ bãi thử tên lửa Tongchang-ri, Tây Bắc Triều Tiên vào lúc 22 giờ 43 phút theo giờ địa phương, ngày 21 tháng 11. Tên lửa bay theo hướng nam qua vùng biển phía tây đảo Bangjun. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang thu thập thêm thông tin về vụ phóng. Chính phủ Nhật Bản cũng phát cảnh báo đến người dân tỉnh Okinawa, miền nam nước này. Cảnh báo đã được gỡ bỏ sau đó. Giới chức Triều Tiên chưa bình luận về thông tin này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.